Natalie Dutoy. Ở tuổi 17, khi đang thi đấu tại các đấu trường quốc tế và chất chứa bao khát vọng đến với kỳ Thế vận hội toàn cầu, nhưng một tai nạn đã lấy mất nửa chân trái của nữ vận động viên bơi lội Natalie. Tưởng chừng cánh cửa đến Thế vận hội đã khép lại, nhưng Natalie đã tự mở cánh cửa ấy bằng sự cố gắng của chính mình. Tôi luôn có một giấc mơ là được tham dự Thế vận hội, ngay cả khi tôi mất chân trái. Giấc mơ đó vẫn không thay đổi. Mọi thứ trên đời đều có thể trở thành hiện thực nếu bạn có niềm tin. Chỉ 3 tháng sau tai nạn, Natalie ở độ tuổi 17 đã bắt đầu làm quen với chiếc chân giả và trở lại đường đua xanh, tập luyện chăm chỉ hướng đến mục tiêu Olympic. Natalie cho biết cô vẫn còn hồi tưởng về vụ tai nạn và vẫn phải thường xuyên gặp bác sĩ chỉnh hình để cơ thể cô trở lại cân bằng. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng nếu cô muốn đạt được mục tiêu của mình, cô phải tiếp tục cố gắng. Trong một buổi phỏng vấn, cô chia sẻ: huấn luyện viên của tôi thường vẽ một hình nhỏ trên đầu gối trái của tôi, có khi là bông hoa, khi là một loại động vật. Khi tôi bắt đầu thi đấu, nhìn xuống hình vẽ đó, nó giúp tôi nhớ về những thử thách mà tôi đã đối mặt, đã vượt qua. Có thể nói rằng, những hình vẽ ngẫu nhiên trên đầu gối trái đã cổ vũ Natalie mỗi khi bơi lội. Năm 2008, Natalie tròn 24 tuổi, dẫn đầu đoàn thể thao Nam Phi tại lễ khai mạc Olympic và Paralympic Bắc Kinh. Cô trở thành vận động viên đầu tiên cầm quốc kỳ ở cả hai sự kiện thể thao toàn cầu này. Natalie nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình là người thua thiệt và muốn nhắn gửi đến những người khuyết tật cũng như tất cả mọi người rằng hãy cố gắng làm mọi điều mà mình mong muốn.